Nếu có dịp về tham quan làng chùa quê ngoại Bác Hồ, mời bạn ghé thăm trường chúng tôi, ngôi trường được mang tên Trường Mầm Non Hoàng Trù. Trường Mầm Non Hoàng Trù được xây dựng trên mảnh đất Liên Minh, xã Kim Liên, quê ngoại của Bác Hồ kính yêu. Là một trường thuộc vùng thuận lợi của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trường được sắp nhập từ nhà trẻ Kim Liên 2 và trường Mẫu giáo Kim Liên 2 từ năm 1997 và mang tên Trường Mầm Non Bán Công Kim Liên 2. Năm học 2005-2006, Trường Mầm Non Bán Công Kim Liên 2 và Trường Mầm Non Bán Công Kim Liên 3 sáp nhập thành Trường Mầm Non Bán Công Hoàng Trù. Năm 2011, trường được Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn ra quyết định chuyển đổi từ loại hình trường bán công sang công lập, và từ đó đến nay, trường mang tên Trường Mầm Non Hoàng Trù. Năm học 2022-2023, toàn trường có tất cả 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang thực hiện công tác quản lý, dạy học và chăm sóc nuôi dưỡng 382 cháu học sinh với 12 nhóm lớp. Đội ngũ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Mầm Non Hoàng Trù luôn quyết tâm xây dựng môi trường học đạt các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Nhà trường hưởng ứng cái cuộc thi mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 2022. Thì song song với việc thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, thì nhà trường đã chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia xây dựng cái môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Trường đã chủ động phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động phụ huynh ủng hộ ngày công lao động cũng như là cây xanh, cây hoa để tạo cho trường Mầm Non Hoàng Trù một cái môi trường xanh, sạch, đẹp như ngày hôm nay. Bước vào trường Mầm Non Hoàng Trù, phía bên tay phải chúng ta là khu vực bé vui trải nghiệm. Ở đây trẻ được vận động, vui chơi thỏa thích, được đắm chìm với những nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, được chơi với nước, cát, sỏi, hoa lá, được cùng cô chăm sóc những luống rau xanh mát. Từ đó trẻ được khám phá, hiểu biết nhiều điều thú vị về thiên nhiên xung quanh bé. Về tổng quan, trường có cảnh quan sáng đẹp, thoáng mát. Đặc biệt, hệ thống bồn hoa cây xanh được bố trí khắp nơi, vị trí trồng hợp lý, thường xuyên được chăm sóc, có biển tên các loài cây và hoa cụ thể. Toàn trường luôn ý thức được việc để xây dựng môi trường trở nên xanh, sạch đẹp, thì việc bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh là một trách nhiệm và cần phải được duy trì thường xuyên. Đồng thời, đưa công tác chăm sóc cây xanh gắn ghép vào các giờ học của trẻ, để trẻ hình thành ý thức yêu môi trường, yêu thiên nhiên ngay từ nhỏ. Các khối phòng chức năng, phòng làm việc của ban giám hiệu được chăm chút sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học. Không giống với các cấp học khác, trẻ mầm non rất yêu cái đẹp, màu sắc sặc sỡ. Bởi thế, bước vào trường, chúng ta luôn thấy một hình ảnh đẹp mắt với nhiều cây hoa rực rỡ, nhiều con vật đủ màu sắc mà các cô đã tạo nên từ những chiếc lốp xe ô tô cũ. Hệ thống bảng biểu tuyên truyền được bố trí hài hòa, cân đối, thường xuyên cập nhật những nội dung mới phù hợp. Dưới chân cầu thang của mỗi dãy nhà cũng là nơi để trẻ thỏa sức vui chơi. Một thư viện xanh để các bé được khám phá những cuốn truyện tranh, cho các bé một khoảng không gian thật thoải mái để sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật. Tạo góc trò chơi dân gian với ký ức tuổi thơ ngập tràn đã giúp trẻ hòa mình vào các trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn. Thông qua các trò chơi như vậy, không chỉ cho trẻ sự sảng khoái, vui vẻ, đoàn kết, mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe và tư duy logic. Bên cạnh đó, gian hàng chợ quê với các gian hàng tràn ngập những món hàng quen thuộc như gian hàng rau, củ, quả, gian hàng tạp hóa, gian hàng các phương tiện giao thông sẽ giúp các bé được trải nghiệm mua bán, đồng thời luyện cho các bé kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người. Nhà trường có nhà phát triển thể chất, đây là nơi cho các bé được thỏa sức chạy nhảy leo trèo mà không bị giới hạn không gian. Đây cũng là sân khấu tổ chức các chương trình cho ngày lễ, ngày hội trọng đại của các bé trong suốt năm học. Trên sân trường, mô hình an toàn giao thông được các bé vừa chơi vừa làm quen với một số quy định an toàn giao thông đường bộ, giúp các bé hiểu rõ hơn về các quy định khi tham gia giao thông sau này. Môi trường trong lớp học thoáng mát,
có đủ ánh sáng cho trẻ học tập vui chơi. Mỗi lớp học đều có đặc điểm chung là được các bé tham gia cùng cô giáo trang trí đẹp, phong phú và sáng tạo theo hướng mở STEM. Mỗi họa tiết trang trí đều được xem là một bài tập mở để trẻ được trải nghiệm, được phát triển tư duy. Các bé được mở ra lắp vào theo ý tưởng lựa chọn. Các cô giáo luôn tạo mọi cơ hội để trẻ được chơi, được học mà chơi, chơi mà học. Trường có hệ thống cổng, bờ rào, lan can khép kín, vững chắc, đảm bảo an toàn. Hệ thống điện được lắp đặt gọn gàng, an toàn, thuận tiện. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy đảm bảo. Có lắp hệ thống camera an ninh ở cổng, nhà xe, văn phòng, hành lang, bếp ăn. Bếp ăn đảm bảo đúng quy trình một chiều, đạt tiêu chuẩn bếp ăn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trường thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo thông tư số 45 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có phòng y tế, đầy đủ các dụng cụ sơ cứu, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên được cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Hàng năm, phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. Với cái đặc thù trường mầm non là giáo viên làm việc từ sáng tới chiều, không có thời gian làm việc, cho nên là ngoài giờ trả trẻ này, các giáo viên là rất là tích cực đến đây tham gia làm đồ dùng đồ chơi này, rồi trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh này. Với cái hoạt động thường ngày thì trong các cái giờ dài á, chúng tôi đưa cái việc bảo vệ môi trường cây xanh vào để giáo dục trẻ, hình thành cho trẻ cái thói quen bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Để xây dựng một ngôi trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện thì hội phụ huynh chúng tôi cũng là đồng lòng chung sức đồng ý để cùng với các cô trò trường mầm non Hoàng Tru. Đó là bằng cách chúng tôi góp những ngày công lao động như lau dọn sân trường, rồi cắt cỏ, trồng hoa, quét dọn vệ sinh và hưởng ứng những cái ngày tổng dọn vệ sinh để cho các con có một môi trường học đó là sạch sẽ, an toàn và thân thiện như ngày hôm nay ở trường mầm non Hoàng Tru đó. Trường mầm non Hoàng Trù không chỉ là nơi an toàn mà còn xanh sạch đẹp. Ở trường, các bé được sống trong bầu không khí yêu thương, chan hòa, được hòa mình với môi trường thiên nhiên trong lành. Không chỉ được các cô giáo dạy hiểu biết về thế giới xung quanh mà còn được giáo dục kỹ năng ban đầu trong cuộc sống. Bằng phương pháp dạy học, lấy trẻ làm trung tâm, trẻ thực sự được chủ động, sáng tạo, được tôn trọng, khích lệ tư duy, phát huy mọi khả năng của mình. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dân chủ, đoàn kết, hành vi văn hóa ứng xử luôn mẫu mực để trẻ học tập và noi theo. Các phong trào thi đua như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, Tết ấm vì trẻ em nghèo được nhà trường duy trì tham gia, tổ chức thường xuyên và đạt được những kết quả cao. Phong trào xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện mà trường mầm non Hoàng Trù thực hiện trong những năm qua thực sự đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp trẻ hình thành tình cảm yêu trường lớp, yêu cô giáo, bạn bè, tạo được niềm tin mãnh liệt cho các bậc phụ huynh và nhân dân. Đó cũng chính là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thêm yêu nghề, yêu trường, tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi vì các cháu, vì nhân dân và vì trọng trách lớn lao của người giáo viên trên quê hương Bác Hồ muôn vàn kính yêu, xây dựng trường mầm non Hoàng Trù ngày càng tươi đẹp.